Mẹ, vào với phụ vương đi con. Nào. Lại đây. Lại đây con. Tâu chúa thượng, các nốt đậu đã lặn rồi đây này. Thì ra trẻ con xài đậu cũng là sự thường, đừng lấy gì làm lo. Mấy ngày nay thế tử đã ăn được cơm rồi đấy hả? Tâu chúa thượng, đã có lúc thiếp tưởng thế tử không còn gặp lại chúa thượng nữa. Thuyền phi chớ lo phiền quá mà sinh bệnh. Mà hễ nó đã lên đậu lên trời, tức là nên người rồi đó. Thiếp thờ chúa thượng, nhờ ơn mưa móc mẹ con thiếp mới được như ngày nay, nên lắm kẻ sinh lòng ghen ghét, thù oán à. Không biết rồi đây mẹ con thiếp sẽ gửi thân vào đâu. Ái phi, thế tử chính thức lên ngôi Đông Cung, nước là của nó. Rồi đây khanh là mẹ thiên hạ, kẻ nào còn thay đổi được. Thiếp sợ nếu không dự định trước, đến lúc tình thế khẩn cấp sẽ bị người khác cướp mất à? Tuyền phi, quan quận đâu? Dạ. Sau này ngươi cần hết sức giúp đỡ chính cung và thế tử để tuyên phi được yên lòng. Tâu chúa thượng, thần đâu dám lơ là. Được chúa thượng ủy thác, thần xin hết lòng lo việc nước, cho dù có phải chết. Tuyên phi, tuyên phi, tuyên phi. Chúa thượng, kìa, chúa thượng. Tuyên phi, hãy chiều ta. Không, buông thiếp ra. Tuyên phi. Nay đi đâu thế này nhở? Thì mấy ông trưởng đội bảo đến đây tụ tập. Lại có người đó. Trời. Thôi vào đi anh em. Thì vào đi. Vào đi. Ôi, xinh quá, quá đồng quá. Cứ nói đi, xem đứa nào dám cắt lưỡi ông nào. Tầm ngoan ngó mắt như mồ. Mờ chứ. Chỉ thế là nhanh. Ông nói mồ đấy. Mồ hay mờ cũng thế cả. Trăm quan có mắt cũng như mồ. Nhưng mà mà kẻ nào rốt mồ hay mờ cũng thế cả. Thật rồi. Mấy đời sống chết cho vua chúa rồi. Đúng. Tháng ngọc công để cho y quản vào sở. Lại sợ đánh con. Mắt tao. Chứ không phải là sợ. Mặc kệ tao. Y quản vào sở. Cơm này, có yên cho nhà quan nói không? Đấm vỡ mồm đi. Ăn lắm đi. Mời quan. Thế con lớn lập con nhỏ, tức là mọi quyền uy nơi triều chính đã nằm trong tay quận huy và tuyên phi. Thế này sắp có chuyện thật rồi, mày thấy không? Hai người đã tư thông với nhau, đem sơn hà xã tắc giao vào tay thằng giặc già ấy rồi.
Chưa gì, chúng đã treo móc sắt bắt thiên hạ phải câm miệng để chúng tự do thao túng triều đình. Chúa con, chúa lớn, chúa ông, chúa bà, bậc sắc, chúa nào cũng được, miễn là cứ phải có tiền thưởng cho tao uống rượu. Ít ra tao cũng là lính thang mộc của ba đời vua chúa. Họ thì giờ vẫn ta thì uống. Cầm mồm đi, tên ti tiện. Dù ta có phải chết đói ra họng rằng, ta cũng không thèm nhận của bố thí của ông chúa trẻ danh ấy. Hôm nay chúa lớn biết coi trọng anh em chúng ta mà thiết đãi, ta mới ngồi đây cùng anh em. Anh em cứ uống cho thật say, rồi nay mai sẽ có việc. Uống đi, lòng quay, lòng quay. Đi nhà chúa cho, uống đi. Uống. Thế này mới là thang mộc chứ. Mời anh em ơi, uống xong thì về. Đưa tôi về đi anh em. Ta có thẻ bài. Cho vào. Thế tử, bẩm thế tử, bẩm thế tử, có việc gấp lắm. Vào đi. Dạ. Bẩm thế tử, cho phép ngươi ngồi. Bẩm thế tử, bệnh cũ của chúa thượng lại tái phát, tình trạng rất nguy kịch. Đêm qua ta cũng nằm mơ thấy điểm xấu. Trong vương phủ nay mai ắt có biến, ta phải lo liệu sớm. Hiểm một nỗi, thân ta cá chậu chim lồng. Dạ, xin thế tử đừng lo nghĩ gì nhiều, tổn hại đến mình vàng. Đã đến nước này không thể chần chừ được nữa. Bên ngoài, các quan vẫn trung thành chờ lệnh thế tử. Mọi người đã biết rõ âm mưu của Tuyên Phi và Quận Huy lập thế tử cán lên ngôi chúa. Tội thằng già ấy đáng chém. Ngày hắn rời trấn Nghệ An về triều, hắn đến ta xin nương tựa. Đem cả 100 lạng vàng, hàng chục tấm đoạn tàu làm lễ yết kiến ta. Xong ta không thèm tiếp. Bởi lúc đó, ta có thể tịch thu hết gia sản của nhà nó, phế truất mọi tước vị. Điều ta không ngờ là thằng quận công già ấy lại nấp sau váy đàn bà, chống lại ta. Bẩm, bẩm thế tử. Bên cung vua Lê thì nhu nhược, trong phủ chúa thì chúa thượng đang trong cơn hấp hối, sinh ra 5 bè 7 cành. Dân tình xôn xao, lòng người ly tán. Nghe nói bọn kiều binh đang có âm mưu làm loạn. Nếu như ta nắm giữ được chúng, thì thế cờ có thể lật ngược. Một khi chúa thượng đã nằm xuống, ta cứ việc đóng chặt các cửa phủ, giết Quận Huy, bắt giữ 2 mẹ con Đặng Thị Huệ, để chúng không kịp làm lễ đăng quang ngôi chúa cho thế tử cản. Việc trước đã không thành, nên ta mới bị giam hãm thế này. Lần này phải cẩn trọng. Người về tâu với Thái Phi mẹ ta, để người định liệu. Dạ, xin thế tử hãy tin ở kẻ hạ thần này. Mẹ, mẹ. Thế tử uống thuốc của cụ, tiểu tiện đã thông lợi.
bụng đã mềm và đã biết đòi ăn. Thưa Tuyên Phi, Thế tử thật là người trời. Bệnh đã cả năm nay mà thần sắc vẫn còn được như vậy thì quả là có thiên phù mệnh ạ. Ông này lại khéo quá. Cụ thấy thế nào? Dạ, tôi nói vậy để yên lòng vào Tuyên Phi thôi. Chứ thực ra hình hài Thế tử đã suy kiệt lắm rồi ạ. Đem hết sức cụ ra mà cứu chữa thì còn trông mong gì được nữa không? Dạ thần cũng e. Cho lui. Dạ. Dạ bẩm. Dạ bẩm Tuyên Phi và quận công ạ. Chúa lại hôn mê, luôn mồm gọi Tuyên Phi cung nữ. Dạ. Không biết có qua khỏi không ạ? Xin đợi lệnh Tuyên Phi. Thôi, cút đi, cút đi. Trời ơi, sao tôi khổ thế này? Sao nhà ngươi ngu vậy? Chuyện đó chỉ được nói riêng với ta thôi. Từ ngày chúa bệnh nặng, ta nghe nói bọn gian thần của Trịnh Tông ngày đêm ra vào bàn bạc, bày mưu tính kế. Có đúng thế không? Tâu Tuyên Phi, việc chúa thượng bắt giam con lớn, lập con nhỏ làm đông cung thế tử vẫn chưa hết xôn xao bàn tán trong thiên hạ. Nếu đối xử hà khắc với Trịnh Tông, thần e... Việc Trịnh Tông cùng Tuân Sinh Hầu và Hồng Lĩnh Hầu âm mưu làm loạn đã được xét xử giữa triều đình. Chỉ có những kẻ thù oán với ta mới không thấy được điều đó. Tâu Tuyên Phi, hiện nay trong ngoài rối loạn, phe cánh Trịnh Tông đang nổi dậy. Tung tin nhảm nhí, xúc phạm đến cả Tuyên Phi cả hạ thần. Lúc này chỉ có thể lấy uy danh của chúa trong lúc ngàn cân treo sợi tóc để tạm làm biên dân. Phải đợi đến khi Đông Cung Thế Tử định ngôi kế vị thì lúc đó mới có thể làm mọi việc Tuyên Phi muốn và ngồi hiền ngắm thiên hạ được. Ta cũng biết vậy. Xong việc canh phòng không được để lơ là. Việc chúa thượng và Đông Cung Thế Tử bệnh tình dai dẳng không dứt khiến cho ta vô cùng lo ngại. Phải chữa khỏi bệnh cho chúa thượng. Chúa thượng có khỏi bệnh thì mẹ con ta mới có chỗ dựa. Tâu Tuyên Phi, xin lệnh bà đừng quá lo ngại. Đã có quân cấm vệ ngày đêm tuần tra canh phòng nghiêm ngặt. Bẩm Tuyên Phi ạ, chúa lại lên cơn ạ.
kính lệ mẫu thân, con thật có lỗi. Con không được khóc lóc như bọn nhi nữ, phải ráng giữ gìn thân thể để đón lấy nghiệp lớn. Đứng lên con. Vương phụ phát bệnh hiểm nghèo, sợ khó qua. Thế tử Cán bị bệnh đậu mùa, không chắc có qua khỏi. Nếu điều đó không may xảy ra thì trời đang phù hộ cho con. Kính mẹ, mẹ có nghe thẩm thọ nói ý con, xong tình thế chưa thuận. Trong phủ có 7 vị đại thần, mỗi người một tính. Bởi vậy, tất thảy mọi việc trong thiên hạ đều do một mình quận Huy quyết đoán. Thưa mẹ, còn bọn kiêu binh? Bọn kiêu binh lúc này như rắn không đầu, bản chất lại thấp hèn. Làm việc lớn không dễ thành. Thưa mẹ, còn một phương kế nữa. May ra... Con nói ngay đi. Mấy hôm con ốm, quốc mẫu có ra thăm. Trời ơi, sao con không báo cho mẹ? Mấy ngày vừa rồi, không hiểu có chuyện gì trong phủ, mà quân lính canh phòng cẩn mật không cho ai vào. Hay... Hay phụ vương con đã... Quốc mẫu có nói gì với con không? Thưa mẹ, quốc mẫu chỉ hỏi con về ăn ngủ, rồi ngồi nhìn con suốt buổi, mà không hỏi gì thêm. Vậy là quốc mẫu vẫn có lòng thương con. Thôi được, cứ để mẹ lo liệu. Ai? Ai vừa đến hả? Dạ bẩm, đó là mẹ của thế tử ạ. Mẹ này, đó là kẻ nghịch tử bị giam ở trong đó. Nổi bất xuất, ngại bất nhập. Dạ bẩm, đó có phủ bài. Phủ bài, phủ bài này. Từ giây trở đi, không có lệnh của ta, cấm không cho ai vào, nghe rõ chưa? Kính dâng quốc mẫu. Cho ta được vào gặp quốc mẫu. Dạ, quốc mẫu đang yên giấc, sợ không được phép ạ. Ta có ít trái cây, muốn dâng lên quốc mẫu. Cho ta vào. Dạ. Đứa nào nói gì ầm ĩ ở ngoài ấy? Tâu quốc mẫu, có thái phi họ Dương muốn vào ý kiến ạ. Con ấy mà chảy đầu cho ta thì không ai bằng. Cho nó vào đây. Dạ. Dạ, kính lệ quốc mẫu. Ừ. Tâu quốc mẫu, có ít vải thiều thơm ngon, xin dâng lên quốc mẫu dùng. Thứ ấy là ta ưng đấy. Người sang thăm ta có việc gì? Quốc mẫu có hỏi, cho phép, con mới dám nói. Con không được Chúa yêu thương như bà Tuyên Phi Đặng Thị Huệ. Vì phận con hèn, song Thế Tử Tông là giọt máu của Chúa, mà cũng bị bạc đãi, tù tội. Không khác gì dân đen
Cũng tại có chuyện nên ta cũng khó nói với nhà chúa. Tâu quốc mẫu, thế tử là cháu của quốc mẫu, là con chúa thượng, lẽ nào làm chuyện phản nghịch? Việc thế tử tông lên kế vị ngôi chúa là hợp với ý trời, nhưng việc làm đó trái với ý của bà Tuyên Phi. Đối với ta, đứa nào cũng là con, là cháu. Song lúc này chúa không được bình yên, suy yếu trầm trọng, chớ làm điều gì vọng động. Tâu quốc mẫu, hiện nay cháu bà ở vào cảnh ngộ hiểm nguy, có thể nguy hại đến tính mạng, con khôn xiết sợ hãi. Tâu quốc mẫu, con cầu xin quốc mẫu hãy rủ lòng thương lấy giọt máu của dòng họ Trịnh mà che chở cho. Ta cũng sắp vào thăm nhà chúa. Lệnh của Tuyên Phi là không ai được vào ngoài quốc mẫu. Quốc mẫu, nhà chúa đang mệt, miễn lễ. Tâu quốc mẫu, hàng ngày con không vào hầu được quốc mẫu, con thật có tội. Nghe nói nhà chúa đã đỡ, mẹ rất mừng vào thăm. Nhân lúc khỏe, mẹ muốn nói với nhà chúa chuyện hệ trọng. Con xin nghe quốc mẫu. Thế tử Tông và Vương tử Cán đều là cháu ta cả. Già này thực không coi đứa nào hơn đứa nào. Có điều Thế tử Tông đã trưởng thành, khỏe mạnh. Còn Vương tử Cán nhỏ tuổi lại hay đau yếu. Mẹ khuyên nhà chúa hãy nghĩ tới tôn miếu và xã tắc, tạm dành ngôi Đông Cung lại đó. May ra nhà chúa rộng lòng mà tha cho thằng Tông, nó cũng là hòn máu của dòng họ Trịnh. Bằng không, nhà chúa còn giận. Đợi lúc Vương tử Cán khôn lớn lên, hãy lập. Tưởng cũng chưa muộn gì. Tâu quốc mẫu, từ trước tới nay, con chưa làm điều gì để quốc mẫu buồn phiền. Hôm nay quốc mẫu cho phép con được nói. Tên Tông và tên Cán đối với quốc mẫu là cháu. Chưa bằng đối với con là cha. Và chẳng triều đình bàn bạc việc lớn như thế, chứ cũng chẳng phải vì con yêu đứa nhỏ, ghét đứa lớn mà bày đặt ra việc này. Nhà chúa hãy nói thực cho mẹ rõ, có thật là triều đình bàn bạc không? Hay chỉ vì một người? Quốc mẫu há chẳng biết rồi sao? Đã coi xã tắc làm trọng, thì dẫu là con đẻ cũng không được tư túi. Lẽ nào con dám tư túi với đứa con nhỏ? Nếu như cuối cùng bệnh của Cán không khỏi, thì trả lại dòng chính nhà bác, chứ không thể nào giao cho cái thằng Tông bất hiếu
để nó làm hỏng cơ nghiệp tổ tiên. Chúa thượng, chúa. Con tôi có tội với chúa, chẳng qua vì nó trẻ người non dạ, nó bị truất ngôi thế tử đã là nhục nhã. Lâu nay bị bà Tuyên Phi hiềm nghi, cho lính canh phòng cẩn mật, đến tôi là mẹ nó cũng không được vào chăm sóc. Tôi vô cùng lo ngại cho tính mạng của con tôi. Tôi muôn vàn cầu mong ngài quận công hãy rủ lòng thương mà che chở cho nó được vẹn toàn. Ơn cứu sống của quận công, mẹ con tôi xin ghi xương tạc dạ. Cái chết. Mời Thái Phi ngồi. Tạ ơn quận công. Thưa Thái Phi, chắc Thái Phi còn nhớ ngày đầu lai kinh, tôi có đến chào Thế Tử, mong được nơi nương tựa. Song phận mỏng, không được tin dùng. Tôi thờ Chúa Thượng, được chịu ân huệ đã nhiều. Thế Tử cũng là con của Chúa tôi. Tôi nỡ lòng nào. Thái Phi cứ về, cho tôi gửi lời vân an. Và có lời trình, Thế Tử cứ yên lòng, không có điều gì phải lo ngại cả. Tôi xin gửi phủ bài để Thái Phi vào thăm Thế Tử. Mẹ con tôi xin ghi xương tạc dạ, ơn quận công. Xin kính chào quận công. Kính chào quan quận. Có chuyện gì? Thưa quận công, lệnh của Tuyên Phi giao cho 4 đội nội khuông, nội dực, nội nhưng, nội kiệu giám sát phòng bất chắc khi chúa lâm chung. Ta có nghĩ đến điều đó. Hôm nay Thái Phi sang đây cũng là có ý thăm dò. Ta sẽ cho người theo dõi. Người về tàu với lệnh bà như vậy. Dạ. Mời Thế Tử dưới cơm. Hôm nay ta thấy trong người mệt mỏi. Thế Tử phải gắng giữ gìn ngọc thể, chắc trời không phụ. Lâu nay thiên hạ vẫn đồn đại những việc làm chẳng lành trong phủ chúa. Hết thầy đều căm giận việc lập con út, bỏ con cả. Việc ấy trái với đạo trời đất. Nhất là đám binh lính ngày càng bất bình lắm đấy à. Khoan, đã có lệnh, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Dừng lại. Ta vừa nhà quan quận công ra, quan đưa phủ bài cho vào thăm Thế Tử. Ta có nén bạc vụn cho các người uống nước. Kính lạy mẫu thân. Thank you.
ăn để mà sống. Còn sống, còn có tất cả, còn ạ. Bệnh tình của chúa thượng khó lòng qua khỏi. Phải làm xong mọi việc trước khi chúa thượng về chầu trời. Lệnh cho quân cấm vệ canh gác nghiêm ngặt trong phủ chúa và nhà giam Trịnh Tông. Phải cho quân trấn ải các cửa ô ra vào kinh thành. Khoan, quận công phải đề phòng mọi bất trắc có thể xảy ra. Ông ra ngoài truyền lệnh rồi vào ngay. Xin vâng mệnh. Không được phụ thờ mẹ cho đến ngày quy tiên. Nghĩ đến đạo hiếu chưa tròn, ruột gan con đau như cắt. Xin mẹ đừng nghĩ đến con mà đau lòng. Chúa thượng, chúa thượng. Còn tự vương nhờ chúa nghĩ sao? Chúa thượng, hãy tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi. Con cúi xin quốc mẫu, chúa thượng đã quá yếu. Xin cho được nghỉ ngơi ạ. Quốc mẫu quá thương con. Chúa thượng. Không nỡ dứt tình mà đi. Con nhìn thấy mẹ không thể nhắm mắt. Con xin mẹ hãy về cùng. Chúa thượng, nhớ chúa con ơi. Nghiêm cấm không cho ai vào. Ai trái lệnh, chém đầu. Xin vâng mệnh. Lính. Tàu Tuyên Phi, mọi việc đã làm đúng như lệnh. Tốt lắm. Nhân lúc chúa thượng còn tỉnh, hãy kịp thời vào xin với chúa thượng ban chuyện. Để cho thế tử cán lên ngôi kế vị. Đây là tờ cố mệnh đã thảo sẵn để dâng lên chúa thượng phê chuẩn. Tâu chúa thượng, nay trời đã cho vương tử thoát bệnh, khỏe mạnh. Chúng thần cầu xin chúa thượng giáng chỉ lập vương tử cán lên ngôi kế vị, lập chính cung làm vương phi để cùng lo việc nước. Tờ cố mệnh chúng thần đã thảo sẵn. Phải gánh hết lòng phụ chinh cho vương tử.
Phi. Dạ, thiếp đây. Chúa thương. Mạnh của ta. Mạnh ta khó thoát. Chúa thương. Không ở cùng Tuyên Phi. Đến lúc bạc đầu. Ai Phi. Ai Phi ở lại phụng thờ quốc mẫu. Người nâng tự vương còn tình nghĩa phù thế, xin hẹn kiếp sau. Chúa thượng, chúa thượng, chúa thượng chẳng thương thiếp, để thiếp lại một mình thì thiếp xin liều thân chết theo chúa thượng. Quản quản, mau lên. Trước khi phát tang chúa, người phải lấy được xác dụ phong của vô lê, bằng không có kẻ đòi lập trịnh tâm lấy cớ thấy tử cán con ta còn nhỏ. Lệnh bà nói phải, tôi sang ngay cùng vua xin sắc phong cho thế tử làm điện đô vương. Việc làm phải cẩn trọng, không được để lộ ra ngoài. À, khoan, người hãy sang trình quốc mẫu cho phải phép. Xin vâng. Ta đã nói mà nhà chúa không nghe. Tuyên Phi là người hẹp hòi. Dạ. Nay thế tử cán bị mắc bệnh, cõi lê dân thì ngờ vực, lo lắng. Nếu tướng công còn lấy việc xã tắc làm trọng, thì hãy tạm để Thế Tử Tông lên ngôi chúa, làm yên lòng người. Dạ. Đợi cho đến khi nào Thế Tử Cán khỏi bệnh, Thế Tử Tông sẽ trao trả lại quyền bính, rồi lại giữ chọn đạo làm thần tử. Tướng công nên đem ý đó bày tỏ với Tuyên Phi và để Thế Tử Tông nhận Tuyên Phi làm mẹ nuôi. Đó là hướng giải thoát êm thấm chu toàn trong lúc này. Nếu không, ta e lòng người khó thuận. Rồi sao nữa? Tâu Vương Phi, thần đã nói, quốc mẫu đã có tâm huyết lo cho việc lớn của xã tắc, song việc này lại không phải ý của chúa thương. Mời quận công ngồi. Rồi sao nữa? Tâu Vương Phi, thần lại nói, tôi được giao trọng trách phụ chính thế tử, người đã dặn dò hết sức cặn kẽ. À. Nay tiên vương vừa nằm xuống mà đã thay đổi mệnh ngài, lòng tôi tự thấy không yên, sợ tội bất trung với tiên vương. Tâu Tuyên Phi, việc này dẫu có phải chết, thần cũng không thể nghe theo ý quốc mẫu. Thế tướng công có trông thấy bà Thái Phi ở đó không? Tâu Tuyên Phi. Có không? Dạ. Thần không trông thấy. Song quân thám tử cho biết buổi sáng hôm ấy Thái Phi có ở trong cung quốc mẫu. À.
Như vậy là tai họa sắp đến gần rồi đó. Linh tính báo cho ta biết trước, nếu còn trị tâm thì việc lớn khó thành. Nhà ngươi sai bọn Nội Khuông đến bức tử Trịnh Tông ngay. Khi nhà ngươi lấy được sắc phong bên cung vua Lê, mọi việc coi như đã phải xong. Tâu lệnh bà, việc gấp lắm rồi, nhà ngươi hãy y lệnh ta. Xin vâng mệnh. Mẹ con ta sẽ không bao giờ quên ơn quan quận. Tâu lệnh bà. Mấy hôm nay trong phủ chúa im ắng lạ thường. Hay chúa đã băng hà? Ta linh cảm thấy có điều gì không may xảy ra với mẹ con ta. Nội trong đêm nay nhà ngươi phải cứu bằng được thế tử. Ngươi đi ngay đi. Tuân mệnh. Đi trước giờ giới nghiêm. Tôn mệnh. Bằng mọi cách phải bức tử được Thế Tử Tông ngay trong đêm nay. Đó là lệnh của Vương Phi. Việc làm phải kín đáo, nếu để lộ ra sẽ bị chém đầu. Dạ. Việc canh phòng ra sao? Thưa tướng công, rất nghiêm ngặt. Được, trong giờ giới nghiêm không ai được ra vào cấm thành. Nếu ai trái lệnh chém đầu. Xin tuân lệnh. Chia làm hai mũi, mũi của nhà ngươi diệt gọt bọn canh gác phía trước, còn ta sẽ đem theo một số tên đột nhập vào phía sau đưa Thế Tử dẫn. Có tiếng vó ngựa của quân cấm vệ, có lẽ họ đi tuần. Phải làm trước khi chúng đến đây. Ta đem quân ém sẵn phía ngoại thành, đợi khi có lệnh thì tiếp cận nhà giam. Nhà ngươi đem theo một mũi chặn các ngả đường tiến đến nhà giam Thế Tử Tông cho ta. Nhanh lên, vâng lệnh. Xin Thế Tử rời khỏi đây ngay. Chúa thượng đã băng hà, nhưng trong phủ vẫn giữ kín, sợ có mưu sát hại Thế Tử. Cho nên Thái Phi ra lệnh phải cứu bằng được Thế Tử ngay trong đêm nay.
nó cướp đường ngục. Truy lùng ngay bọn gian tặc. Quân bay, theo ta. Hi. Con lạy mẫu thân. Con trời phù hộ con ta. Cảnh Hưng, sắc phong Điện Đô Vương, cho Thế tử Trịnh Cán lên kế vị Tĩnh Đô Vương. Quần Huy vốn có chí làm phản từ đất Nghệ An, hắn sắp bị tiên vương ta xử tội, thì hắn xảo quyệt, lai kinh trá hàng. Này hắn cùng Tuyên Phi lộng hành, gây ra những việc trái đạo, phế con lớn lập con nhỏ, mưu đồ tiếm quyền cướp nước sau này. Ba quân đều là người đất Thang Mộc, nếu anh em còn nhớ tới ơn nhà Chúa nuôi nấng 200 năm, thì hãy cùng một lòng một dạ với ta. Bẩm Thế tử, anh em chúng tôi vẫn có bụng đó, nhưng chưa hiểu ý Thế tử ra sao. Sự việc vỡ lở không thành thì mang vạ lớn. Nay Thế tử đã tỏ ý như thế, anh em chúng tôi một lòng một dạ sống chết với tân chúa. Đúng đấy ạ. Nếu các ngươi diệt trừ bọn gian tặc, thì không những các ngươi được thăng quan tiến chức, ta sẽ cấp cho ruộng đất châu bò, mà các ngươi còn được ghi vào sách son, lưu truyền muôn đời. Tân chúa thiên tuế. Mở cửa mau. Tâu Vương Phi, nguy cấp đến nơi rồi. Bọn cứu binh đang vây kín kinh thành, đòi chất chúa nhỏ, lập chúa lớn à. Tâu Vương Phi, có Huy quận công xin vào yết kiến. Chúa thượng thiên tuế. Miễn lễ. Tâu chúa thượng và vương phi, tôi được tiên vương phó thác phụ chính lúc chúa đang thơ nhỏ. Nay đám ba quân theo Trịnh Tông nổi loạn, làm cho kinh khuyết rối loạn. Tôi xin vâng mệnh chúa thượng và vương phi đem quân giết chúng. Mẹ còn. Nhược bằng không dẹp được, thần cũng xin liều chết để tỏ lòng trung nghĩa với tiên vương. Quận công,
quan. Không thể chần chừ được nữa. Bà, bây giờ bà là mẹ, bà là cứu tinh, hãy mang Chúa đi thật xa, thoát khỏi vòng hiểm họa. Ơn này ta sẽ không bao giờ quên. Đi. Khoan. Con. Con không đi đâu mẹ. Nếu trời còn tựa mẹ con mình, mẹ sẽ còn gặp mặt con. Không. Đi đi. Vậy còn lệnh bà, sao không kịp thoát thân luôn đi? Mẹ. Muộn mất rồi. Nhục mẫu, nhục mẫu hãy mang chúa nhỏ đi ngay. Vương phi không, ta không thể bỏ tiên vương ở lại. Ta sẽ có tội với tiên vương. Đi đi. Làm lính phải biết kỷ cương phép tắc. Các ngươi có biết đang đứng trước ai không? Quỳ xuống. Quỳ xuống. Nay linh cữu tiên vương còn quàn tại đây, các ngươi không được vô lễ. Muốn gì? Sao không làm tờ trình dâng lên? Còn bây giờ, các ngươi muốn ta phải làm gì? Cứ nói, không được chạm đến người ta. Tìm cho được chúa nhỏ, không được để chạy thoát. Xuống đây ạ. Hai mẹ con đi đâu mà trông đơ phở vậy? Dạ, hai mẹ con cháu đi sang bên ngoại về muộn ạ. Ồ, đẹp quá. Cái vòng đẹp quá. Cháu là con gái à? Dạ, cháu là con cầu tự ạ. Tôi hỏi, ai ngồi đâu ngồi có ai thấy một người đàn bà mặc quần áo nội cung đem theo một đứa trẻ khoảng 90 tuổi đi qua đây không? Tôi hỏi nói đi. Câm cái sao mà không ai trả lời? Hả?
Ai nói dối nó sai, chém đầu. Cái gì đây? Hiểu đây. Phi, Đặng Thị Huệ đã đến trình. Chắc bà Vương Phi kinh ngạc lắm phải không? Cung điện này đáng lẽ thuộc về ta, song bấy lâu bà đã chiếm đoạt bằng mưu ma trước quỷ. Nhưng trời Phật quả đã có mắt, phù hộ độ trì cho mẹ con ta, dòng dõi chính thống của dòng họ Trịnh. Cởi trói cho bà Vương Phi. Dạ. Truyền cho Thị Huệ lạy tạ Thái Phi. Quỳ xuống. Mi quả là một con yêu tinh đội lốt người, lọt vào cung cấm để mê hoặc tiên chúa, hãm hại triều thần. Mi thông đồng với quận Huy, thằng giặc già ấy từ lâu đã nuôi chí phản nghịch, hãm hại con ta, mưu đồ cướp ngôi chúa. Nay trời Phật đã có mắt, bắt mi phải cúi đầu nhận tội. Bay đầu. Dạ. Nắm cổ dập đầu nó xuống cho ta, bắt nó phải khai giấu điện đô vương ở đâu. Nếu nó không nói, lấy kìm rút lưỡi nó ra, bắt nó phải nói. Dạ. Quỳ xuống. Của người lại còn định hãm hại mẹ con ta, đồ yêu tinh, ta đánh cho người hết cái thói kiêu sa đài các đấy đi. Bao lâu nay ta sống cũng như chết, cũng chỉ vì ai? Mày đâu phải là dòng châm anh thế Việt như ta. Từ thân phận một con cung nữ của nhà vua, mi leo lên làm bà chúa. Bà hãy nghĩ lại thân phận của bà. Cái đêm lộn sòng ấy, thì bà sẽ hiểu được
bà là ai? Tên nàng là gì? Tâu chúa thượng, thiếp là Ngọc Hoan, họ Dương ạ. Ta có cho gọi nàng đâu. Cùng nữ Ngọc Hoan kia mà. Đã nhỡ, ở lại cũng được. Ta xé xác mi ra. Cái thân mi thì cao quý gì. Chắc mì có nghe khắp chốn kinh thành người ta đã đặt về. Trăm quan có mắt như mù, để cho huy quận vào rờ chính cung. Các người đã tư thông với nhau, lợi dụng lúc tiên vương mê lẫn mà tạo ra tờ cố mệnh trái với lẽ trời. Bây giờ ta bắt mi trở về kiếp xúc vật. Nhốt xuống chuồng bò cho ta. Con kính chào thái mẫu. Cho con miễn lễ. Con tìm bắt được Điện Đô Vương chưa? Tâu thái mẫu, con đã cho nhiều toán quân đi lùng mà vẫn chưa tìm ra. Con truyền tìm bắt bằng được Điện Đô Vương, ép buộc hắn nhường ngôi chúa cho con. Để lâu ắt sinh chuyện. Xin vâng. Bà Vương Phi ra đây cho ta nói chuyện. Dạ. Dạ. Cởi trói cho bà Vương Phi. Phải khai dấu Trịnh Cán ở đâu thì mới được uống. Nói đi, rồi ta sẽ cho uống. Ngươi chỉ cần khai với ta dấu Trịnh Cán ở đâu. Thái Phi, mang con yêu tinh ra phơi nắng phơi mưa 3 ngày không cho ăn uống. Nếu nó còn ương bướng, ném nó vào vạc dầu cho ta. Thank you.
Tuyên Phi, tỉnh lại, tỉnh lại đi Tuyên Phi. Tuyên Phi, chúa thượng vẫn vô sự ạ. Tuyên Phi, con ta đâu? À, con này to gan thật. Tuyên Phi, tụi mày là đám chém. Trời tối đến nơi rồi mà hai mẹ con đi đâu thế này? Dạ, hai mẹ con cháu đi sang bên ngoại về muộn, cháu nhỏ là bị ốm, mong bà lão cho mẹ con cháu ở lại một đêm, sáng mai đi ngay ạ. Rõ khổ, bây giờ quan quân họ khám xét nhiều lắm, tôi cũng ngại. Thưa bà, mẹ con cháu là người lương thiện ạ. Thôi được, mẹ con hãy cứ vào ở tạm trong này. Mẹ con cháu đội ơn bà. Đói, ta đói lắm. Đừng ta, người ta thì bắt bỏ giỏ đấy. Nhà chỉ có lưng cơm nguội, ăn tạm vậy nhé. Vâng. Trông thằng bé đói quá rồi đấy. Nào ra bà bế một tí nào. Con nói là con xin bà đi. Ta con xin bà. À, chà bố mày, đói meo ra rồi còn gì. Gớm, con dai gì mà trắng trẻo cứ như là con gái. Thế này thì chỉ có mà ngồi mát ăn bát vàng thôi, không làm nên được trò trống gì đâu. Nào, phải ăn đi, con chó con của bà. Con người lạ ở đâu đến? Lão nào có biết à? Đàn bà con nít lúc đêm hôm, lão chỉ làm việc phúc đức thôi ạ. Này, bà lão, bà có nghe thấy chị ta nói lúc nào đi không hả? Họ chỉ ở có một tối thôi ạ. Thôi được, sáng mai ra bà lão giữ họ lại, nhớ cho ăn uống, nghe rõ chưa? Bà này, không được để họ nghi ngờ nhé. Mua ra chưa? Dạ, đúng thế. Thế thì nó chỉ quanh quẩn đây thôi. Xuống lục xuống. Không được để cho nó chạy thoát.
độ trì cho chúng con qua cơn hoạn nạn này. Này, rục sang ruộng dưa, còn bọn bay đi vào, không để sót một luống nào. Nhìn sang luống bên kia. Đi rồi. Hôm nay ta cho phép nhà ngươi ngồi, cho ngươi được ăn. Quan nội sai đâu? Dạ. Lần sau nếu có đói có khát thì cứ thưa lên với ta một tiếng, ta chẳng nỡ lòng nào. Ta thực lòng chẳng muốn giam giữ hành hạ nhà ngươi. Nếu bà đã nghĩ lại thì bà hãy nhớ đến cố mệnh của Tiên Vương. Tiên Vương vừa nằm xuống. Ta cấm mi không được nhắc đến Tiên Vương kia mà. Chắc mi vẫn còn luyến tiếc những ngày mi quyến rũ mê hoặc chúa thượng trên chiếc đu này để hãm hại mẹ con ta. Trước sau mi cũng chỉ là một con nô tỳ, một con cung nữ cho chồng ta thôi, hiểu chưa? Nhưng thôi, dù sao cũng là chuyện đã qua, ta không chấp, mà còn ban thưởng cho mi một báu vật. Quan nội sai đâu? Dạ. Mang báu vật cho bà Vương Phi. Muốn được gặp con trai thì mi phải trao ngay tờ cố mệnh của Tiên Vương cho ta. Mẹ con mi phải trút bỏ mọi chức tước xuống làm cung nữ hầu hạ ta. Hãy giết đi, giết ngay đi, nhưng không được đụng đến con ta. Ta xin bà, ta xin bà như xin một người mẹ cũng có con như ta. Bà muốn làm gì ta cũng được, muốn làm gì cũng được. Ta xin, ta xin bà, con ta còn nhỏ lắm. Bà, con. Con ta đâu? Con ta đâu? Con. Đêm tối con đi đâu một mình? Đợi, đợi mẹ với. Con của mẹ, đợi mẹ với. Điện Đô Vương. Điện Đô Vương. Chúa Thượng Thiên Tuế. Nay ta nhờ ơn trời, được các khanh hết lòng giúp sức, ta được lên ngôi chúa. Ơn đó không bao giờ ta dám quên. Chiều theo công trạng, ta sẽ phong chức tước, cấp đất đai, cùng các bổng lộc khác cho các khanh, các tướng sĩ và các binh lính. Chúa Thượng Thiên Tuế.
truyền cho nữ tỳ Đặng Thị Huệ vào chầu. Con Đặng Thị Huệ đã mê hoặc tiên vương, lung loạn triều đình. Nay ta thề tình giáng xuống kiếp cung nữ, cho phép ra coi lăng sớm tối nhang khói cho tiên vương, mà sám hối tội lỗi. Hãy xá tội cho tiếp. Hãy xá